Ở tập trước, sau khi bị mất tài khoản YouTube, cả ba người Linh Nhi, Su Hào, Củ Cải cùng ngồi lại với nhau bàn về kế sách lấy lại tài khoản YouTube. Củ Cải quyết định giả gái lẻn vào hang ổ của hacker. Người ta có câu không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Cuối cùng tên hacker đã bị điều đứng trước danh sách của Củ Cải. Hắn ta tặng cho Củ Cải một tài khoản YouTube của Su Hào để lấy lòng mỹ nhân. Sau khi lấy được password, Củ Cải đã nhắn tin cho Su Hào đổi lại mật khẩu. Sau đó tên hacker biết mình đã bị lừa, hắn tức giận. Liệu hắn ta sẽ làm gì kế tiếp? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Tập 7, hacker thôi miên Củ Cải làm nội gián. Đúng rồi đó, nhờ cô Cải dám giả gái mà lừa được tên hacker, công của em là lớn nhất đó. Cảm ơn em nhé. Chứ còn sao nữa? Mà sao công của em lớn như vậy mà đãi em được một cái đĩa bánh như thế này? Trời ơi, sao bèo bột thế? Chứ bây giờ em muốn ăn gì em nói đi, gì đãi? Ít ra thì cũng phải đãi em một bữa thật hoành tráng chứ. Đúng rồi đó. Bây giờ anh em đi chợ kiếm cái gì còn ngon đãi cô Cải một bữa. Hay là bây giờ là anh chở em đi chợ, sau đó thì tao cái cuốn luôn, giờ cũng tới giờ nó cuốn rồi. Rồi mình đi chợ mua đồ ăn về đấy Củ Cải. Cải ơi, em ở nhà em coi cho thủ màu quét nhà với lại dọn nhà sơ giùm chị nha. Thật hả? Ui giời ơi, ba cái chuyện quét nhà chị cứ giao cho em. Thôi mình đi anh. Ê, Cải. Vâng. Em ra em đóng cửa hộ anh chị nha. Với lại em lấy cái chốt cửa em khóa bên trong nha. Dạ, được rồi. Rồi. Ok, để em khóa cho. Đi nè Củ Cải. Vâng. Ổ khóa nè. Ổ khóa đây hả? Rồi, ok. Rồi, anh chị đi á. Rồi, anh chị đi cẩn thận nhá. Yeah, như vậy là mình cũng được ăn một bữa thịt tròn rồi. Bây giờ mình làm gì ta? À đúng rồi, đi rửa chén. Tiếng gì vậy ta? Mình phải đi kiểm tra mới được. Cái trống à? Mình nhớ mình cất vào trong thùng rồi mà. Ủa, đồ lại rơi đây nữa. Mình treo lên này mà. Quái thật chứ. Chắc tại gió. Không sao đâu. Thank you.
Đau bụng quá ta. Bảo nó lên mới được. Ta đây. Sao? Đi chơi á? Không được rồi, ngày hôm nay anh chị mời tao ăn tiệc rồi. Không đi được đâu nha. Bye. Nhân có gì sai bảo. Em hiểu rồi. Chủ nhân cứ để đó cho em. Chủ nhân yên tâm, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Linh Nhi, Su Hao.